Trong khi mà người người nhà nhà ai cũng đều lên iOS 16.2 rồi thì mình lại lên iOS 16.3. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Zone. iOS 16.2 ra mắt chưa được bao lâu thì iOS 16.3 beta 1 đã xuất hiện. Mình phải công nhận một điều, đó là đội ngũ kỹ thuật của Apple họ đã luôn gọi là quan tâm, lắng nghe tới người dùng khi mà luôn luôn cập nhật những cái bản iOS mới nhất cho người dùng. Vậy thì trong cái phiên bản iOS 16.3 beta 1 này nó có gì đặc biệt? Mình sẽ chia sẻ cũng như là đưa ra những cái trải nghiệm của mình về cái phiên bản iOS mới này nha. Bắt đầu intro. Ok, thì đây các bạn có thể thấy được là đây là chính là cái phiên bản iOS 16.3 beta 1 mà mình đã có vừa cập nhật trong ngày hôm nay. Thì nó có một cái kích thước khi mà mình update lên từ iOS 16.2 thì nó có một cái dung lượng là 531.8 MB, và mình mất khoảng đâu đó khoảng tầm là 10 cho tới là 15 phút để có thể cập nhật lên được cái phiên bản iOS 16.3 beta 1 này. Thì đây, mình đã hoàn thành update nó xong. Mình sẽ show ra cho các bạn xem. Đây chính là cái phiên bản iOS 16.3 beta 1 nè. Và ở cái hậu tố đằng sau là nó có hậu tố E, tức là chúng ta sẽ còn thêm rất nhiều những cái phiên bản iOS beta nữa. Cho nên là các bạn hãy bấm follow Top Zone để có thể biết thêm những cái bản beta nó có gì đặc biệt ở trong cái phiên bản iOS mới này nha. Ok, vậy thì trong cái phiên bản iOS mới này Apple đã có những cái sự cải tiến gì? Thì khi mà các bạn vào cài đặt nè, vào mục iCloud và chọn mục mật khẩu và bảo mật nè, thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt khi mà chúng ta kéo xuống phía dưới. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái dòng, đó là thêm các khóa bảo mật. Thì đây là một cái tính năng mới đầu tiên, cũng như là một tính năng nó cực kỳ là thú vị và cực kỳ là quan trọng mà Apple đã có công bố ở trên website. Đây là tính năng khóa bảo mật. Thì tính năng này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xác thực được danh tính của người dùng mỗi khi mà bạn thực hiện một cái giao dịch bất kỳ nào đó. Ví dụ như là mình mua hàng ở trên App Store nè, mình mua app nè, hoặc là mình login tài khoản iCloud của mình, tài khoản Apple ID của mình trên một cái website bất kỳ nào đó, thì chúng ta sẽ cần tới xác thực hai lớp, đúng không? Thì khi mà chúng ta cài đặt vào cái khóa bảo mật này thì chúng ta sẽ cần đến những cái thiết bị có kết nối NFC. Thì đây thì Apple cũng đã có giới thiệu cũng như là quảng cáo là đây là một cái khóa bảo mật nó mạnh nhất nè, rồi nó sẽ thay thế cho mã xác minh hai yếu tố chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì ở dưới này thì nó còn có thêm một cái dòng, đó là FIDO Certified, tức là đã có chứng nhận của FIDO. Thì mình đã có tìm hiểu về cái khóa bảo mật FIDO này rồi, thì mình được biết là khi mà chúng ta áp dụng vào cho một cái tình huống xác thực hai yếu tố, thì ngoài việc các bạn phải nhờ mật khẩu ra thì các bạn còn phải đưa ra một cái thiết bị phần cứng khóa bảo mật di động vào có kết nối NFC để có thể xác thực lần hai, thì nó sẽ tăng cái tính bảo mật hơn cho cái phiên bản iOS mới này. Thì đây thì mình sẽ thử demo cho bạn xem nha. Thì mình sẽ bắt đầu thêm khóa bảo mật nè. Đó, chúng ta sẽ có cần hai khóa bảo mật. Rồi ok, tiếp tục. Rồi các bạn chờ một xíu nha. Rồi, mình sẽ nhập mật khẩu vào. Rồi, sau khi mà chúng ta đã nhập mật khẩu xong thì ở đây nó có thêm một cái thông báo, đó là lắp và kích hoạt khóa bảo mật đầu tiên của bạn nếu bạn có khóa NFC tương thích, và hãy đưa khóa gần với đầu iPhone này. Tức là chúng ta sẽ có một cái thiết bị nó giống như là một cái chìa khóa nhưng mà nó có kết nối bằng giao thức NFC. Chúng ta chỉ cần đưa vào phía bên sau máy nè, là lúc đó máy sẽ nhận cái khóa này, và mỗi lần mà các bạn giao dịch trên một cái app nào đó, hoặc là các bạn login Apple ID của mình trên một cái website bất kỳ, thì các bạn chỉ cần dùng cái khóa này đưa vào và hoàn thành xong. Tuy nhiên thì mình thấy cái tính năng này nó có hai cái nhược điểm, đó là chúng ta không phải sử dụng bất kỳ những cái khóa nào để có thể sử dụng được cái tính năng này, mà chúng ta sẽ phải có một cái khóa nó nằm ở trong danh sách được tương thích với Apple. Đây, nó sẽ có hiển thị ở đây. Tuy nhiên thì Apple vẫn chưa có cập nhật bất kỳ khóa nào cả, bởi vì đây cũng chỉ là một cái phiên bản iOS beta mà thôi. Khi nào mà nó được chính thức ra mắt cho người dùng thì lúc này Apple mới chính thức công khai một cái bản danh sách này. Và cái nhược điểm số 2 đó là nếu như trong trường hợp mà các bạn làm rơi cái chìa khóa này ở đâu đó thì sẽ không còn một cách nào khác để có thể login vào được đâu. Cho nên là các bạn hãy cẩn thận nha. Ok, và đó là tất cả những cái cải tiến mới có trong cái bản cập nhật iOS 16.3 beta 1 này. Bên cạnh cái khóa bảo mật thì chúng ta sẽ còn có thêm một vài những cái update nhỏ nhỏ liên quan tới
Apple Music nè, Apple Map hoặc là HomePod nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì cái Apple Map cũng như là cái HomePod này nó vẫn chưa có thực sự phổ biến tại Việt Nam. Nên là nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận, mình sẽ vào và giải đáp cho các bạn nha. Ok, chuyển qua đến với cái phần fix lỗi thì trong cái phần release note mới nhất của iOS 16.3 beta 1 này Apple đã có đề cập thì mình không thấy là Apple đã có ghi chú gì về cái phần fix lỗi cả, chỉ ghi ra những cái bản cập nhật mới ở trong cái phần overview này thôi. Còn lại thì về cái phần fix lỗi thì mình không thấy là Apple đã có đề cập tới cái phần nào cả. Cho nên là mình nghĩ những cái lỗi liên quan tới kết nối wifi nè, hoặc là mở app ứng dụng còn bị khựng thì mình nghĩ là Apple vẫn chưa kịp thời cập nhật cũng như là fix lỗi ở trong cái bản iOS mới này. Nên là chúng ta sẽ phải chờ thêm một cái bản iOS beta tiếp theo để xem là Apple đã có thể fix được cho mình những cái gì nha. Ok, và sau khi mà chúng ta đã đi qua những cái sự cải tiến mới mà Apple đã có ở trong cái bản cập nhật iOS mới này thì mình sẽ đi đến những cái phần quan trọng khác như là về hiệu năng. Thì sau khi mà mình đã có lên iOS 16.3 beta 1 mới này, sau khi mà mình đã có trải nghiệm một thời gian á, mình cảm thấy là máy của mình không có bất kỳ giờ lát nào cả. Nó cũng tương tự như là thế hệ trước thôi. Và khi mình có chấm điểm trên Geekbench 5 thì kết quả mang lại cho mình được đó là điểm đơn nhân là 1562 điểm và điểm đa nhân là 3755 điểm. Thì đây, nếu như mà chúng ta so sánh với những con số điểm trước đây nha, thì mình thấy là cái số điểm iOS 16.3 beta 1 mới này nó có được một cái điểm số không chênh lệch quá là nhiều so với cái phiên bản thế hệ cũ nè. Đây là phiên bản thế hệ cũ nè, còn đây là cái phiên bản iOS mới nhất nè. Nó cũng không có sự chênh lệch quá là nhiều. Ok, và đó là tất cả những trải nghiệm của mình về cái phiên bản iOS 16.3 beta 1 mới này. Và đối với cá nhân mình thì mình khuyên là các bạn đừng nên lên cái phiên bản iOS mới này, bởi vì nó còn có khá là ít những cái sự gọi là sự cải tiến mới nè, cũng như là những cái phần fix lỗi Apple cũng chưa có đề cập đến trong cái phiên bản iOS mới này. Vì thế các bạn hãy chờ đến cái phiên bản iOS mới tiếp theo, mình sẽ liên tục update cho các bạn xem nha. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Top Zone nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.